kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khi những ký sinh mang danh nghĩa hội đoàn của đảng nhàn cư vi bất thiện và những bí mật. Mới đây một bản tin khiến nhiều người ngạc nhiên không thể tin nổi. Đó là vào ngày 12 tháng 9, báo dân trí đưa tin 31 nam giới tại Hà Tĩnh được kết nạp vào hội phụ nữ. Dân trí cho biết 31 nam giới đang giữ các chức vụ cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn ở Hà Tĩnh vừa được kết nạp vào liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam. Theo đó, vào ngày 12 tháng 9, thông tin từ hiệp hội phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cho biết 31 nam giới tại tỉnh này vừa trở thành hội viên danh dự của hiệp hội phụ nữ Việt Nam, gồm 15 nam giới ở huyện Kỳ Anh và 16 người ở huyện Hương Sơn. Những người này đang giữ các chức vụ cán bộ, công chức, bí thư tri bộ, trưởng thôn trên địa bàn các xã. Lý do kết nạp họ theo Chủ tịch Liên Hiệp Hội Phụ Nữ Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ cho biết. Thời gian qua, những nam giới này có uy tín, tầm ảnh hưởng, tích cực đóng góp cho sự tiến bộ của phụ nữ và hoạt động của hội. Được biết, Hà Tĩnh không phải là tỉnh đầu tiên ở Việt Nam và nam giới được kết nạp vào hội phụ nữ. Bản tin của Dân trí cũng cho biết thêm, vào hồi tháng 8 vừa qua, 6 nam giới là những cán bộ phường, phu phố trên địa bàn phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũng được kết nạp vào Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. 31 Nam Giới tại Hà Tĩnh được kết nạp vào Hội Phụ Nữ Đa phần người Việt Nam lâu nay vẫn cho rằng các loại hội như Hội Liên Hiệp Phụ Nữ đều là loại hội vô tích sự. Các loại hội này chẳng biết là gì nên mới nghĩ ra mấy trò ruồi bu để chứng tỏ họ vẫn có tích sự chẳng lẽ cho ăn lương nhà nước mà chỉ ngồi không thôi hay sao nhưng ít ai biết được rằng các tổ chức hội đoàn quen thuộc như mặt trận tổ quốc đoàn thanh niên cộng sản liên đoàn lao động hội phụ nữ hội nông dân hội cựu chiến binh v v đều là những tổ chức đoàn thể có vai trò tối quan trọng được nhà nước bao cấp để bảo vệ chế độ đó là chưa kể tới trong những năm gần đây nhà nước việt nam còn tổ chức thêm một lực lượng đó là lực lượng dư luận viên nhận trợ cấp bà cụ với thành viên khoảng 100.000 người. Các tổ chức này về thực chất chỉ là loại ký sinh dùng mang danh nghĩa hội đoàn và đều là những cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, đều được ngân sách nhà nước chi trả để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, số tiền ngân sách chi cho hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức cánh tay nối dài của họ là bao nhiêu thì là con số tuyệt mật. Song chắc chắn nếu tất cả được cộng lại và được công khai thì phạm đó phải là một con số khổng lồ, khó ai có thể tưởng tượng được. Một pano tuyên truyền về bầu cử ở Hà Nội vào năm 1986. Trong tổng số 52.565 hội đoàn hoạt động trên phạm vi cả nước hiện nay, có gần 9.000 hội được nhà nước bao cấp và con số biên chế chính thức lên đến hàng vạn người. Đáng ngạc nhiên, ngân sách tiêu tốn vào các hội đoàn này còn cao hơn cả ngân sách dành cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo nghiên cứu của Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, tổng ngân sách nhà nước mỗi năm ước chi cho hoạt động của các hội đoàn thể ước chừng lên khoảng 16.000 tỷ đồng. Trong khi đó, ngân sách dành cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ còn khoảng 11.000 tỷ đồng. Ngân sách dành cho bộ giáo dục và đào tạo và bộ y tế công bố mới đây chỉ vỏn vẹn còn có 8.000 tỷ đồng. Con số 16.000 tỷ này là chưa kể đến các tài sản kèm theo gồm văn phòng, đất đai, trang thiết bị vân vân. Theo đánh giá thì số tiền ước chừng từ 45 đến 68.000 tỷ đồng chiếm khoảng 1,5 GDP của Việt Nam hàng năm. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng viện nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển thuộc Liên hiệp của các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, người đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam khởi tố tội trốn thuế, từng cho biết nợ công của Việt Nam quá lớn trong khi ngân sách bỏ vào hội đoàn lại quá nhiều. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển Cụ thể, Tiến sĩ Giao cho biết nói về thành quả của các hội đoàn đã hoạt động hiện nay, không ai chứng minh được tác động thực sự của nó có không biết bao nhiêu là tổ chức hữu danh vô thực sinh ra để đục quét ngân sách nhà nước mà chưa hề bị thanh tra giám sát. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng vai trò của các hội đoàn là để quản lý xã hội chứ không phải là nặng gánh. Cần phải khẳng định tất cả các hội đoàn do nhà nước Việt Nam nuôi dưỡng đều là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Điều đó chứng tỏ quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng tiền đóng thuế của dân để củng cố bộ máy cai trị của họ để tạo thành một tổ chức độc quyền bao trùm hết xã hội này. Và thực sự đó là một bộ máy áp bức đối với nhân dân và dân tộc Việt Nam. Đó là một sự lãng phí tiền bạc khủng khiếp. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không sử dụng ngân sách hàng trăm ngàn tỷ đồng đó cho các công trình của chính sách an sinh, giáo dục, y tế cho toàn xã hội? Hỏi cũng là trả lời vì họ không đại diện cho quyền lợi của đa số người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo chấm với bản tin Khi những ký sinh mang danh nghĩa hội đoàn của Đảng Cộng sản, nhàn cư vi bất thiện và những bí mật Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam Trung ương mất kiểm soát đối với các địa phương Nạn tham nhũng ở Việt Nam ngày càng tràn lan, nghiêm trọng và phức tạp Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận công tác phòng chống tham nhũng không hiệu quả Cụ thể, trong kết luận số 12 KLTV của Bộ Chính trị ra ngày 6 tháng 4 năm 2022, về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thừa nhận phòng chống tham nhũng thực hiện vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao và tham nhũng lãng phí gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Một thực trạng rõ ràng nhất mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không dám công khai thừa nhận. Đó là công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng càng chống tham nhũng thì tham nhũng lại càng bùng tăng lên. Đặc biệt đối với các tỉnh thành, các địa phương trên cả nước đã xảy ra tình trạng trung ương mất kiểm soát. Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, ông Đào Vũ Việt, Bí Thư, Thị ủy Bỉm Sơn đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, một vài ví dụ mới nhất đây. Thanh Hóa là một tỉnh lớn, cách Hà Nội chưa tới 200 km. Vậy mà, báo Thanh Tra vào ngày 18 tháng 9 cho biết, sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, ông Đảo Vũ Việt, bí thư thị ủy Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được bổ nhiệm làm phó giám đốc sở giao thông vận tải. Đây là chuyện mà dân Thanh Hóa gọi là kỷ luật ngược. Tức là kỷ luật rồi lại lên chức cao hơn. Qua tìm hiểu được biết, vào năm 2017, ông đảo vũ việt là giám đốc sở xây dựng tỉnh thanh hóa vào tháng 12 năm 2017 ông đảo vũ việt bị ủy ban kiểm tra trung ương kỷ luật cảnh cáo do liên quan đến vụ nâng đỡ không trong sáng đối với hớt gơ trần vũ quỳnh anh lý do ông đảo vũ việt đã ký quyết định bổ nhiệm bà này làm trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc sở xây dựng tỉnh thanh hóa dù bà này không có chuyên môn được biết bà Quỳnh Anh là bổ nhí của Bí Thư Thanh Hóa lúc đó, ông Trịnh Văn Chiến. Đến giữa năm 2022, lãnh đạo tỉnh ủy Thanh Hóa đã điều chuyển ông Việt về làm Bí Thư Thị ủy Thị xã Bỉm Sơn, bất chấp sự phản đối của dư luận. Mới đây nhất vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đào Vũ Việt, Bí Thư Thị ủy Bỉm Sơn về giữ chức phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Điều đáng nói là trong quyết định bổ nhiệm này được ký ngay sau khi ông Đào Vũ Việt một lần nữa lại bị Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo. Xong điều quan trọng nhất, lấy do kỷ luật thì được cấp trên giấu kín. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng tình trạng vừa kể trên của tỉnh Thanh Hóa cho thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tỉnh Cẩm Tú xử lý án kỷ luật lãnh đạo cấp tỉnh theo lối bắt cóc bỏ đĩa, vô trách nhiệm, ban hành quyết định kỷ luật mang tính hình thức, xong là xong để tùy cấp dưới, tùy nghi xử lý. Hay như mới đây chuyện cán bộ đòi lại quả cả tỷ đồng cũng chỉ bị rút kinh nghiệm ở Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Theo đó, trong kết luận thanh tra về thực hiện các dự án công trình huyện Phú Tân, Cà Mau đã xác định có việc đòi lại quả 20 đến 30% trên tổng chi phí dự án 6,5 tỷ đồng. Có nghĩa là số tiền lại quả tới 1,5 tỷ đồng chỉ để hỗ trợ cho việc họp hành, xăng xe, tuyên truyền và ăn trưa. Vậy mà bảy cán bộ bị tố giác đòi trung chi cũng chỉ bị sự kỷ luật rút kinh nghiệm. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cán bộ cấp tỉnh bị phát hiện vi phạm nhận hối lộ tại Việt Nam nhưng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm mà thôi. Trước đó vào tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thông báo về kết luận về việc thanh tra vi phạm đất đai ở tỉnh này với tổng số tiền vi phạm lên tới gần 750 tỷ đồng. Vậy mà các cán bộ tỉnh có liên quan vi phạm đó cũng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tình trạng ở một số địa phương không chỉ rút kinh nghiệm nhiều cán bộ sai phạm tham nhũng không những không bị truy tố mà còn được thăng chức là điều khá phổ biến. Theo giới quan sát tình hình chính trị mà tờ Thời báo chấm có điều kiện phỏng vấn và trao đổi đều có chung nhận định cho rằng quy trình xử lý kỷ luật, quy hoạch cán bộ trong hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay rất tùy tiện, thiếu minh bạch và theo cảm tính. Việc kỳ luật này tùy thuộc vào sự bảo kê của ai hay thế lực nào đứng đằng sau. Chính điều đó đã khiến cho người dân ngày càng mất lòng tin vào chính quyền và nhà nước. Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung tại một phiên tòa Chế độ độc đảng tạo ra rất nhiều kẽ hở cho những kẻ tham nhũng. Trước đây thì cơ quan chống tham nhũng, chờ có tham nhũng thì mới xử lý, còn bây giờ thì Trung ương tỏ ra bất lập điều đó cho thấy đảng lãnh đạo đảng cộng sản việt nam chỉ lợi dụng chống tham nhũng để đấu đá lẫn nhau trong nội bộ đảng còn những kẻ tham nhũng là những người thân cận là tay chân của lãnh đạo chỉ đạo chống tham nhũng hay lãnh đạo cấp cao thì lại được bỏ qua đó là lý do vì sao tham nhũng của việt nam tràn lan sờ sờ ra người dân thấy hết nhưng chẳng thấy ai xử lý cả đó là một trong những lý do khiến cho công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không hiệu quả. Càng chống thì tham nhũng càng phát triển như nấm mọc sau mưa vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam trung ương mất kiểm soát với các địa phương? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.